Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay tớ live stream để giới thiệu mọi người một số mẫu đầm thiết kế với cả hàng hãng sale nhá. Các bạn chia sẻ live stream hộ tớ nhá. Tại hôm nay lên muộn quá nên là chắc chả chơi trò chơi nữa. Mọi người chia sẻ giúp tớ chứ hôm nay chắc tớ chỉ giới thiệu vài mẫu thôi, còn một số hãng hàng mà thời trang trẻ ấy ở cửa hàng thì mai tớ sẽ live stream sau nhá. Hiện tại tớ chỉ live một số hàng thiết kế nhá. Hàng thiết kế này toàn là hàng của shop bán từ 350, 400, có những cái bán 6, 700 nhá. Các bạn chia sẻ livestream tớ sẽ bán với giá sốc nhá. Có rất nhiều đầm ạ, tớ sẽ thử cho mọi người một số đầm nhá. Mọi người chia sẻ livestream giúp mình nhá. Các bạn chia sẻ nhiều, ví dụ các bạn mà chia sẻ nhiều trên các nhóm ấy, tớ sẽ có quà cho mọi người nhá. Đây đầm một mẫu đầm thiết kế đây. Chất này rất là dày ạ. Rất đẹp luôn ạ. Cái này có màu xanh, màu hồng. Có size nhá, size S và size M. Hàng này shop đang bán 450k nhá mọi người nhá. Các bạn chia sẻ livestream đi, tớ sẽ bán với giá sốc nhá. Mỗi mẫu chỉ có một vài cái thôi nhá, nên mọi người ai mua gì có thể comment trực tiếp cho mình hoặc là chụp ảnh gửi màn hình giúp mình nhá. Toàn bộ là hàng thiết kế, hàng cao cấp nhá, hàng hãng nhá. Có hàng Quảng Châu cao cấp nữa nhá mọi người nhá. Giá rất là rẻ luôn ạ. Toàn bộ các bạn mua hàng đầu tiên, 10 bạn mua hàng đầu tiên tớ áp dụng giá chia sẻ livestream 3 lần trên công khai trên trang cá nhân ý. Sẽ mua hàng với giá là 199k, 220k nhé mọi người nhé. Đầm rất là xinh ạ. Đây, ai mọi người mở. Tại tớ đang mặc cái này size hơi rộng so với tớ, tại vì tớ gầy quá. Mọi người mặc thì sẽ như thế này nhá. Rất là xinh ạ. Mai lúc nào tớ sẽ chụp các ảnh nhá, đăng trên trang Bonti Que nhá, mọi người theo dõi giúp mình nhá. Tớ sang mẫu khác nhá. Mọi người chia sẻ livestream giúp tớ ạ. Chia sẻ livestream được mua với giá là 199k, 220k, toàn đầm thiết kế và hàng của hãng nhá, 450, 500, 600 đấy ạ. Các bạn mua ở ngoài sẽ không bao giờ có giá như này đâu ạ. Giá các bạn không chia sẻ mua trực tiếp tại tại shop là 239k. Rất là xinh ạ. Mỗi mẫu chỉ một hai chiếc nên là bạn nào mà thích mẫu nào ấy có thể comment mua luôn nhá. Tại vì hàng này nó sẽ không về nhiều giống như hàng bình thường, hàng thiết kế mà số lượng rất là có hạn. Mọi người thích mẫu nào thì có thể chụp ảnh màn hình sau đó comment hoặc là gửi vào tin nhắn giúp mình nhá. Áo sơ mi may nhá. Hôm nay chị chỉ live đầm thiết kế thôi và set bộ, có cả set bộ đấy nhá. Tớ chuyển qua mẫu khác nhá. Mọi người chia sẻ giúp tớ ạ. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Chia sẻ giúp mình để có thể mua hàng với giá là 199k, 220k nhé, 239k nhé. Toàn đầm thiết kế 400, 500 nhé. Có nhá, toàn váy, bầu mặc được em nhá. Mua tặng vợ đi. Mặc được mày ơi. 3XL, em mặc XL thôi, có đấy họa. Váy có mấy váy dáng suông đấy, bầu mặc được đấy, thoải mái, toàn hàng xịn thôi, mua đi. Mọi người chia sẻ live stream nhá. Nhớ là chia sẻ live stream 3 lần công khai nhá. Và kết bạn với Facebook của mình để được mua giá nhá. Với giá là 199k, 220k, 239k, toàn đầm thiết kế nhá. Đầm thiết kế 400, 500.
đầm của hãng, đầm thiết kế thời trang cao cấp, hàng Quảng Châu cao cấp nha mọi người nhá. Tới qua một số mẫu khác nhá. Để tao mặc nhá, một số mẫu cho mày xem nhá, Phương nhá. Mẫu cho bầu à, nhiều lắm. Mặc váy suông. Bầu mặc được tốt nhá, để tao thử nhá. Váy ạ, toàn là hàng thiết kế ạ. Đây mọi người nhá. Cái này Zara Woman xịn nhá. Cái này lên xinh này. Một số dáng ren nhá mọi người nhá. Chất thì mọi người khỏi lo, tại vì đây toàn là hàng thiết kế, hàng cao cấp nhá, hàng hãng nhá, nên là chất rất là đẹp rồi. Mỗi mẫu chỉ có 1 đến 2 cái thôi ạ. Đây đầm này cũng xinh nha mọi người này. Đầm này có size S nhá. Họ mẫu đầm như thế này. Nhìn về mọi người không thấy giá nhưng mặc lên rất là xinh nhá. Chất toàn là chất đẹp đấy ạ. Hàng này shop đang bán 350-400 đấy. Chất u mì nhá. Chất u mì, chất xịn nhá. Đây váy này. Mày mua hôm nay nhiều váy lắm. Mọi người chờ mình chút nhá. Mình qua mẫu khác nhá. Mọi người chào em Linh Linh. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá, chia sẻ vào các nhóm giúp mình nhá, để mua hàng giá rẻ nhá. Đây đầm hãng nhá mọi người nhá, chả biết mặc size gì. Cái này đầm này có màu xanh và màu hồng nhá mọi người nhá, cho rất là đẹp. Đây có tem mác của hãng đây mọi người nhá. Đây là hàng hàng chuẩn đấy. Hàng này hàng gen như thế này ở ngoài shop không bán dưới 400 nghìn cho mọi người nhá. Chia sẻ livestream 3 lần nhá. Các bạn mua với giá là 199k, 220k, 239k tùy từng mẫu nhá. Mọi người mua cái nào thì có thể comment nhá, mình báo giá nhá. Giá không chia sẻ. Đây là chị áp dụng giá chia sẻ các bạn livestream và kết bạn nhá. Thấy gì chưa chị ơi? Sao lại không thấy ạ? À?
Mỗi đầm tớ chỉ có 1 đến 2 cái nhá, và không về lại đâu ạ. Nên mọi người, mọi người chia sẻ giúp mình nhá, chia sẻ để mua hàng giá gốc 199k, toàn bộ là đầm có hãng nhá. Giá không dưới 300 đâu ạ, toàn đầm 350 400 shop bán nhá. Vâng. Chia sẻ cho em nhá chị Trang nhá. Mọi người nhớ chia sẻ cho em nhá, chia sẻ để mua hàng giá sale ạ. Đầm này em có size S và size M nhá, có màu xanh và màu hồng đấy ạ. Màu xanh và màu hồng phấn như thế này nhá mọi người nhá. Chia sẻ nhiệt tình đấy chị ơi. Chào mọi người nhá. Váy màu be chị. Màu be hôm nay em toàn váy thiết kế, nếu váy váy ở quán thì em không mang về. Mọi người nhanh nhá. Mỗi mẫu chỉ có 1-2 chiếc thôi ạ. Những đầm như thế này mọi người ra shop mua phải ít, phải 350-400, có những đầm thậm chí 500-700. Như cái đầm này, các bạn mua ra ngoài shop mua phải hơn 500k. Vì nó là hàng thiết kế nhá. Vâng. Ok chị Trang. Chào chào Bình Hằng nhá. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Bạn nào chia sẻ giúp mình có quà nhá. Tớ qua mẫu nhá mọi người nhá. Mình qua mẫu nhá. Hôm nay chắc chỉ giới thiệu một được một vài mẫu thôi, về được hơn 100 mẫu. Chào Trang Dương. Đây một mẫu váy này màu màu vàng cốm nhá mọi người nhá. Cái này mọi người mặc đi chơi đi làm đều ok hết này. Chất siêu đẹp luôn. Cái này mọi người ra ngoài mua phải hơn 400k. Hàng thiết kế của hãng nhá. Đường may rất là chuẩn luôn ạ, chất siêu đẹp rồi. Cái này mình có size S nhá. Vâng. Thanh chị, cảm ơn chị. Chào chị Phương Phạm. Đây mọi người xem nhá. Vì tớ hơi gầy nên mặc đồ không được đẹp lắm. Mọi người chỉ xem chừng chừng rồi xem dáng thôi nhá. Rất là xinh luôn ạ. Cái này mặc đi chơi, đi làm bao ok luôn mà còn sang nữa. Chất rất là đẹp rồi mọi người, khỏi lo về chất nhá. Toàn là hàng thiết kế, hàng của hãng, hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Bình thường như giá mà em nhập những hàng mà hàng Quảng Châu ấy đã rơi vào 300-400 nghìn rồi, rất là đắt rồi. Không có giá rẻ như này đâu ạ. Mọi người nhớ chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ livestream để mua hàng với giá 199k, toàn bộ hàng thiết kế nhá, hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Cái này là màu vàng cốm lên hình nhưng không, màu nó không được đẹp như ở ngoài ạ. Nhung Nhung ơi, chia sẻ đi. Chào Mai Oanh nhá. Chào anh Nguyễn Hiếu. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Em yêu chia sẻ cho chị Dylan ơi. Tớ qua mẫu nhá mọi người nhá. Chào chị Nga Mai. Chào chị Linh. Chia sẻ cho em đi Linh ơi. Đầm này thích không?
Chất thì mọi người khỏi lo nhá. Hàng này chất ngoài shop bán hơn 400, 450, 500 nhá. Chất u mì ạ. Đi làm đi chơi bao ok luôn ạ. Ừ, Thanh mày. Nhiều đầm đẹp lắm, vào lựa đi. Mọi người có thích đầm này không ạ? Em mặc lên dáng đầm này nhá, lên mới xinh. Đầm này hàng Fuzzy Style này, hãng thiết kế nhá. Có nhiều đầm ren lắm mày ơi, thích đầm ren kiểu gì? Vâng, chia sẻ nhiều lên chị ơi. Chào chị Vũ Diệu Linh nhá. Chào anh Minh Cảnh, chia sẻ giúp em nha anh ơi. Ai mà thả tim cười nhiều thế. Tớ thử đầm ren này mọi người xem nhá. Đầm này bao sang chảnh luôn. Ở ngoài chắc phải 400-500 nghìn cái đầm này đấy, đầm thiết kế nhá. Các bạn xem đường kim mũi chỉ của nó rất là chuẩn nhá. Chất vải thì rất là đẹp. Ren mềm. Thank you mày. Sexy lady á? À có đấy, để tao dơ mấy mẫu cho mày xem nhá. Đây đầm ren đây, sexy lady của mày đây. Nhưng ơi. Đây nhá. Chào chị Hòa. Ừ, toàn đỏ thôi. Thank you chị, chia sẻ cho em đi chị Thoa này. Đỏ để in tao xem còn màu khác nhá. Trắng á, trắng không có mẫu nào đâu. Hôm sau tao lấy nhá. Thích kiểu gì vậy? Comment em gửi ảnh tao tìm nhá. Giới thiệu tiếp cho mọi người xem một dáng nữa là dáng ấy nhá, set bộ nhá, chân váy kèm với áo, áo chất mát rượi luôn, hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Giá của em này shop đang bán hơn 400k này. Set vàng nào ấy ơi. Đi ngủ với xem chứ. Xếp vàng nào em ơi. Ngay chia sẻ cho chị đi. Vân chia sẻ cho chị đi. Các bạn chia sẻ livestream nhá. Toàn bộ hàng thiết kế đầm Quảng Châu cao cấp hàng hãng nhá. Giá 199k khi các bạn chia sẻ livestream và theo dõi Facebook nhá. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá.
Trà Dương Thanh Tươi. Set bộ này mình có màu này và màu màu trắng nhá, màu trắng và màu màu đỏ nhá. Chân váy như thế này, thêu hoa đấy, thêu hoa rất là tỉ mỉ luôn mọi người xem nhá. Bình thường một cái chân váy thêu hoa bao giờ cũng đắt hơn là cái hàng in, thêu rất là tỉ mỉ, trông rất là sang nhá. Lại còn thêm cái áo, bình thường cái áo chất như này ngoài đã hơn trăm rồi. Mà hàng này là hàng theo gen, hàng Quảng Châu cao cấp như thế này. Đây, mọi người mua ngoài không bao giờ được cái giá này luôn nhá. Áo vàng với chân váy đen á. À cái đấy ở quán chị không like nhá. Mai chị like đồ ngoài quán nhá, hôm nay chị chỉ like đầm thiết kế thôi. Chào chị Trang Dương. Tới qua mẫu khác nhá. Đây nhá mọi người nhá. Đầm rất là xinh ở chất gen, rất là đẹp luôn ạ. Hàng thiết kế nhá. Đầm trắng á. Để chị xem nhá. Em có thích đầm đỏ không? Đầm trắng này được không ấy ơi? Đầm này là kết hoa 3D nhá, đính đá ở trên này này, rất là tỉ mỉ luôn ấy. Hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá. Em chào chị Thủy Trịnh. Chào chị Nguyễn Hương, chị ơi chia sẻ cho em đi. Toàn bộ là hàng thiết kế, hàng Quảng Châu cao cấp, hàng hãng nhá mọi người nhá. Trắng gen á, trắng gen chị có nhiều ở ngoài quán nên lúc này em qua xem. Em thử mẫu đầm đỏ đi tiệc nhá mọi người nhá. Toàn bộ hạt cườm này là theo tay đấy ạ. Hàng thiết kế nhá. Mọi người chia sẻ livestream để mục để được mua giá nhá. Với giá là 199k nhá. Chào chị Hoa Trinh, chia sẻ cho tao đi Trang này. Một số váy mà các bà bầu vẫn mặc được à? Chào Khánh Hằng nhá, chào Tâm. Giờ tôi lên một số dáng này nhá. Cái này hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Hàng này hoàn toàn hoa thêu nhá. Rất là xinh, ngoài màu hồng. Hồng đẹp cơ. Lên hình thì hơi xấu một chút. Đây mọi người xem gần xem hình nhá. Đấy. Hoa thêu này. Rất là đẹp luôn. Các bạn mà bầu ấy vẫn có thể mặc được cái này nhá. Bầu nhỏ một chút nhá.
thoải mái luôn, dáng suông mà. Đây, màu sáng này cũng rất là ok nhá mọi người nhá, rất xinh. Có phần ren bên dưới này, ren mềm nhá, hàng thiết kế nhá. Các mọi người mặc đi chơi. Mặc gì hả Tâm ơi? Chào chị Lý, chào Lan Phương nhá, chào chị Hường. Chia sẻ giúp em đi ạ. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá, để có thể mua đầm thiết kế, đầm hàng Quảng Châu cao cấp 3-400k với giá là 199k nhá. Toàn bộ đều là hàng chất đẹp nhá. Toàn bộ hàng như thế này mọi người nhập mà giá nhập buôn đã rất là đắt rồi. Nhưng mà khi mua trên trang Facebook của mình nhá và mọi người chia sẻ, các bạn sẽ được áp giá là 199k nhá. Hình như mọi người đi ngủ hết rồi sao ấy. Cảm ơn chị. Mẫu váy này lên cũng rất là xinh này. Hàng ren mềm nhá, hàng thiết kế nhá, da basic nhá. Thế à? Chắc mai chị lúc nào chị like sớm hơn. Tưởng mọi người đi ngủ mọi người xem. Người đâu hết rồi. Cái mai em rút kinh nghiệm live sớm mới được. Mọi người đi ngủ hết rồi sao ấy. Chào chị Nguyễn Thơm. Hàng thiết kế này, hàng Quảng Châu cũng như hàng ngoài shop về rất là nhiều nhá, mọi người có thể ra xem trực tiếp ngoài shop nhá. Ừ, chắc mai 8 giờ like. Tại em chả thấy mọi người đâu cả chị Thoan ơi. Chắc mai phải chơi mang quà về nữa. Tớ like thêm một số mẫu váy nữa nhá. Rồi mai tớ like sớm hơn mọi người vào ủng hộ mình nhá.
Chào chị Su. Đầm công chúa. Mai vào ủng hộ cho tao, mời Mai chia sẻ giúp tớ nhá. Về được hơn 100 mẫu váy thiết kế, nhưng mà chắc là mai em sẽ mang ra shop, mọi người có thể ra trực tiếp xem nhá và thử tại shop nhá. Em like thử một số mẫu váy cho mọi người xem dáng và chất như nào thôi. Ừ, nhiều lắm. Vâng chị ơi. Hôm qua 9 giờ mọi người nhắn tin bảo sao không thấy, bảo like mà không thấy like, mà hôm qua mệt quá. Hôm nay like mọi người đi ngủ sớm hết rồi sao ấy. Buồn thế. Đầm thiết kế em còn rất là nhiều nhá mọi người nhá. Mình về hơn 100 mẫu nhá. Hàng Quảng Châu các thứ về rất là nhiều ở shop rồi nhá, sẵn shop hết rồi nhá. Bạn ơi, comment nào trôi đấy, tớ không để ý, bạn hỏi gì vậy? Hoàng hôn lạnh. Mai like sớm chị Thoan ạ, à. Mai lên ủng hộ tiếp nhá. Chị Cốm Già ơi, về mua quà chưa? Chị Mơ. Nhưng mọi người đi ngủ hết rồi sao ấy, chắc mai em like còn có mười mấy người xem thôi này. Chị ơi, chị hỏi gì vậy ạ? À? Chị Hoàng hôn lặng ạ. À. Mai chơi mai là livestream là có quà chị Thoan ạ. À. Mai tặng váy các thứ. Mai nhá, mai tớ sẽ live stream tiếp nhá. Toàn hàng thiết kế nhá, hàng hãng nhá. Có tem mác cho mọi người nhá. Giá ở mác có những cái tớ thấy là có 500-600 nghìn, nhưng mà toàn bộ hàng sale hết. Khi các bạn chia sẻ live stream giá chỉ còn 199k nhá. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Vâng, toàn cái đẹp thôi chị ạ, nhiều lắm. Hàng thiết kế nó độc luôn đấy, bao độc luôn. Toàn bộ đều là hàng thiết kế nhá, hàng Quảng Châu cao cấp, hàng hãng mọi người nhá. Hàng new nhá. Một số cái tớ chỉ có chủ yếu là size S, size M, size L. Mai tớ sẽ chia livestream tiếp và mọi người vào ủng hộ mình nhá. Mai có quà nhá, mai chơi mini game nhá. Mini game tặng quà, tặng váy, mọi người thích tặng gì cũng được. Chào chị Ánh Nguyệt, chào Phan Quỳnh Trang. Toàn bộ đầm thiết kế nhá. Chắc thì các bạn khỏi lo nhá. Hàng toàn hàng shop bán 3, 4, 500 nghìn, 600 nghìn. Thì các bạn biết là chất vải như nào rồi đấy. Mai mọi người ủng hộ mình tiếp nhá. Chia sẻ livestream áp dụng chờ giá chia sẻ là 199k, mua tại shop là 239k. Toàn bộ là hàng thiết kế, đầm Quảng Châu cao cấp nhá.
hàng shop sale nhá. Chứ bình thường mọi người nhập buôn giá như thế này, một đầm như thế này phải 200-300 nghìn rồi. Váy, váy ren đen hả em? Cái này phải không ấy ơi? Đây, mọi người xem nhá, ren của nó rất là xinh luôn ạ. Chất rất là đẹp, mịn, nó không như hàng bình thường đâu, hàng thiết kế mà chất rất là đẹp nhá. Mặc lên thì bao sang chảnh luôn nhá. Có phải cái này không Khánh Linh ơi? Chào chị Ly Hoàng nhá. Mọi người chia sẻ giúp mình nhá, để mua đầm thiết kế 300, 400, 500 với giá sốc là 199k nhá. Cái chân váy á. À chân váy á. Chân váy công chúa Khánh Linh. Sáng mai tớ, sáng mai mình nhờ. Sao vào muộn thế hả Ngọc ơi, chia sẻ tao đi. Sáng mai tớ sẽ like một số hàng ở shop nữa nhá. Hàng áo sơ mi, áo phông, chân váy công chúa. Còn toàn bộ hàng hôm nay là hàng thiết kế, hàng Quảng Châu cao cấp, hàng hãng nhá. À, chân váy đấy chất đẹp em nhá, như mẫu ấy. Nhưng mà cái đấy có 3 lớp nhá. Một lớp lót, một lớp ngoài, thêm một lớp quần ở trận, một lớp lót, 3 lớp em ạ. Hàng chất đẹp nhá. Cái á, cái em mặc là size S chị nhá. Có size S ạ. Chị chia sẻ livestream áp dụng giá chia sẻ là 220k nhá, 199k nhá. Hàng chất đẹp đấy ạ. Toàn bộ là hàng shop bán trên 300, 400, 500 anh chị nhá. Giá này lên rất là xinh ạ. Mọi người đi xếp cao vào nữa mới nổi giá. Đây. Cái em mặc là size S đấy chị Lý Hoàng nhá. Hoàng Hiền, chào Hoàng Hiền nhá. Hàng chân váy xòe đấy chị có sẵn ở shop may ra xem nhá Khánh Linh nhá. Có đủ màu đấy, chị về đủ màu đấy. Có chị thằng nào thích cái váy gấm như này không ạ? Hàng xòe nhá. Vâng, ok chị nhá. Chị chia sẻ và theo dõi trang Facebook giúp em nhé chị nhá. Chào chị Phương Tèo.